Bây giờ chúng ta sẽ cập nhật thông tin thời tiết từ biên tập viên Lan Chi. Đấy, chị Lan Chi ạ, Hà Nội thì nóng hầm hập và bức bối. Chắc chắn là mọi người sẽ quan tâm là đến bao giờ cái đợt nóng nóng này sẽ bớt đi ạ? Dạ vâng chị Vân, khả năng là phải đến thứ 6 này thì mới rất nắng nóng được. Thế còn trong hôm nay thì trời vẫn sẽ nắng nóng gầy gắt đấy ạ. Ở lúc 10 giờ thì nhiệt độ đã lên cao. Ở thủ đô Hà Nội là 36 độ đi ngoài đường thì chúng ta đã cảm thấy nắng rát ra và rất là nóng rồi. Dự báo là đến đầu giờ chiều nay thì nhiệt độ còn có thể lên sắp xỉ mức 39 độ, chạm mức nắng nóng đặc biệt gay gắt. Ở ngoài trời, ở dưới hơi nóng của mặt đường nhựa bê tông thì cảm nhận thực tế còn có thể lên đến 43 độ. Khả năng là đến chiều tối nay thì trời Hà Nội mới sẽ có mưa rông và cái nóng mới dịu bớt. Trong những ngày nắng nóng như thế này thì về đến nhà chắc hẳn là ai cũng sẽ muốn vào ngay phòng điều hòa. Tuy nhiên thì sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời rất lớn, có thể lên đến từ 10 đến 15 độ, dễ khiến cho cơ thể bị sốc nhiệt, dẫn tới hoa mắt, chóng mặt và đau đầu. Vì vậy quý vị nên đứng ở cửa trong khoảng từ 5 đến 10 phút để cơ thể kịp thích nghi dần với nhiệt độ, sau đó mới bước vào bên trong nhà. Còn khi muốn ra ngoài thì quý vị nên tắt điều hòa trước 10 phút để ở phòng vẫn mát và cân bằng thân nhiệt với môi trường bên ngoài. Còn với khu vực Bắc Bộ trong chiều nay thì diện nóng sẽ có phần thu hẹp hơn so với những ngày trước, thế nhưng mức độ thì vẫn gay gắt ạ. Vùng nóng tập trung ở Hòa Bình, khu vực Trung du và cả đồng bằng Bắc Bộ với mức nhiệt cao nhất là từ 35 đến 38 độ và có những nơi nhiệt độ còn có thể lên trên 38 độ. Trên là chuyển sang thành phố Hồ Chí Minh, dự báo là những khoảng nắng sẽ còn duy trì trong 2 đến 3 tiếng tới. Trời nóng với nhiệt độ cao nhất là 34 độ. Sau 15 giờ thì mây rông sẽ phát triển và gây ra mưa rào. Lượng mưa không lớn nhưng có à, và ít khả năng gây ngập. Thế nhưng quý vị cần chú ý với gió giật cũng như là rông xét đi kèm. Và vừa rồi đã là những thông tin thời tiết đáng chú ý nhất tôi muốn gửi đến quý vị trong ngày hôm nay.